Cùng ngày, đoàn đã giám sát việc thực hiện chỉ thị số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Lạc Sơn. Thực hiện chỉ thị số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Lạc Sơn đã ban hành các văn bản cụ thể hóa, lồng ghép quán triệt triển khai đến cán bộ đảng viên, công chức viên chức các cơ quan đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị địa phương đã chủ động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, góp phần xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, trưởng đoàn giám sát đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Lạc Sơn tiếp tục chỉ đạo tập trung, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ quan nhà nước, các cấp, nêu cao vai trò của người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, thực hiện tốt việc niêm yết công khai, phát huy vai trò của cơ quan mặt trận Tổ quốc, tập trung giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để phục vụ nhân dân được tốt hơn.